Phượng ăn giùm tôi một cái đi. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ cái gì? Con hết nổi rồi mẹ. Ăn không nổi cũng phải ăn chứ. Cái gì mà kỳ vậy? Mua cũng khó khăn rồi, phải đặt người ta dưới quê mới có. Dân lên tới tận họng như vậy á mà cô không chịu ăn nè. Cô có biết là ăn cam thì mới sanh được con trai không? Mẹ ơi, nhưng mà thật sự hôm nay con hết ăn nổi rồi. Để mai con ăn nha. Con đã sẵn như vậy còn không chịu ăn ngày mai là sao? Ăn liền cho tôi. Ăn đi. Nói cái gì nữa kìa. Đồ vô dụng thiệt chứ. Tôi có bắt cô làm công lên viện xuống gì không? Chỉ có mỗi cách ăn giùm tôi thôi hà. Thì mới sanh được con trai mà cũng không ăn. Dân tận họng nhét tận miệng cũng không chịu ăn nữa. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi cái gì? Ăn hết cho tôi đi. Bực bội à. Cái gì mà hết nằm rồi tới ngồi. Cả ngày ngồi thầm thược như vậy hả? Tôi kêu xuống đây là tập thể dục. Chứ bộ kêu ngồi hay sao? Mẹ ơi, con tập 3 tiếng rồi mà. Với lại bác sĩ nói vận động nhiều quá đâu tốt cho em bé đâu. Bác sĩ nào sống lâu năm bằng tôi không? Uống giùm tôi chén thuốc đi rồi tập tiếp. Bi ơi, con mẹ mới về. Ủa Bi, em uống cái gì vậy? Có bác sĩ nào cho uống cái thứ này đâu. Tôi cho đó, được không? Nhưng mà bác sĩ đâu cho uống cái này đâu mẹ. Cái này là cái gì vậy? Bác sĩ nào, cần gì bác sĩ? Cái này là của mấy bà bạn già của mẹ. Người ta tích lũy lâu năm lắm rồi, kinh nghiệm. Con biết không, nhà người ta con đàn cháu đóng hà. Toàn là cháu trai không nữa. Con cho vợ con uống đi. Nó sanh con trai thì nhà mình mới có người nối dõi tông đường. Nhưng mà không có được mẹ ơi. Mình có biết cái thành phần gì trong cái thuốc này đâu mà mẹ cho uống. Uống bậy uống bạ rồi mai mốt người rước quả vào thân đó. Thôi để con đi đổ cho, không uống được. Mày bỏ tay ra. Mày không tin mẹ hả? Không lẽ mẹ đi hại dâu, hại cháu mẹ hay sao? Mày để cho nó uống đi, đừng có cãi tao nữa mà. Phải, con có ý đó, nhưng mà vợ con đang có thai, mẹ cho uống tầm bậy đâu có được. Bây giờ mày nhất định mày cãi phải không? Ông ơi, ông chết sớm gì ông bỏ tôi hả? Bây giờ á, tôi mang nặng đẻ đau, tôi nuôi cho nó mày lớn rồi. Bây giờ nó đủ lông, đủ cánh, nó đủ hơi rồi á. Nó cãi tôi, nó không nghe lời tôi. Nó nói tôi ngu, tôi dốt. Tôi không có hiểu biết nè ông ơi. Tôi chết theo ông cho rồi đi ông ơi. Ông ơi. Để em uống là được. Nhưng mà không sao. Đưa anh. Đó. Thấy chưa? Uống cái xong rồi có làm sao đâu. Cái gì cũng sợ. Có sao không? Sao cái gì? Mẹ ơi, con xin phép lên phòng nghỉ nha mẹ. Để đưa em lên ha. Em tự đi được. Em sao vậy hả? Sao vậy Minh? Cái gì vậy? Em đau quá. Rồi con nói với mẹ rồi. Vợ con mà có chuyện gì con bỏ mẹ luôn đó. Ăn tầm bậy bạ nó đau bụng nó mắc gì tao. Cái gì mà lâu quá vậy ta? Tự nhiên cái đau bụng à. Có chuyện gì cũng không gọi điện gì cho mình nữa. Về rồi hả con? Con sao không vô đây? Vô đây ngồi nghỉ đi con. Mẹ, mày để vợ chồng con lên phòng nghỉ ngơi được không? Có gì đâu nghỉ ngơi, nó còn đi song sổng vậy hả? Ngồi nói chuyện xong đi rồi lên. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột vậy đó. Rồi sao con? Cháu của mẹ ăn sao? Hả? Nói coi cái làm sao, cháu mẹ ăn sao? Có ảnh hưởng gì không? Là con trai. Mẹ vừa lòng chưa? Sao mà không vừa lòng? Con thấy không? Vừa mới uống thôi là có kết quả rồi. Thấy chưa? Nghe lời mẹ thấy chưa? Mẹ,
Mẹ để cho vợ chồng có yên tĩnh xíu được không? Thôi thôi, không có yên tĩnh gì hết trơn. Mừng sao khóc? Hai đứa mừng quá phải không? Mừng quá tới khóc luôn. Mẹ mừng quá. Mất rồi mẹ. Con trai của con nó mất rồi đó mẹ. Mày nói cái gì vậy hả? Mày nói cái gì? Không không không. Không phải. Không. Mà tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại mày, mày có đứa con thôi mà mày không giữ được. Mày để cháu tao phải như vậy. Mày. Mẹ. Đủ rồi đó. Tao chưa thấy đủ gì hết á. Nó làm cho cháu tao như vậy. Nó hại chết cháu tao. Người hại chết con của con là mẹ đó. Mày nói cái gì? Mày dám nói tao? Tao làm cái gì? Tao làm cái gì mà mày? Chính cái chén thuốc của mẹ đó. Bác sĩ nói ở trong đó có thành phần gây ảnh hưởng đến nhịp tim của trẻ. Vì vợ con sợ mẹ buồn nên vợ con nó cố gắng nó uống. Bây giờ cháu của mẹ mất luôn rồi đó. Mẹ vừa lòng mẹ chưa? Mẹ... Nhưng mà mẹ không có cố ý. Mẹ đâu có cố ý đâu. Con biết là mẹ không cố ý, nhưng mà mẹ lúc nào mẹ cũng muốn con trai hết á. Mẹ cũng muốn có người nói giỏi. Nhưng vì cái quan niệm cổ hủ đó của mẹ mà mẹ không biết cái nào đúng, không biết cái nào sai, đến nỗi mẹ hại chết cháu của mẹ đó. Mẹ vừa lòng hả dạ mẹ chứ? Mẹ chỉ muốn tốt cho tụi con thôi mà. Bây giờ con không có gì để nói với mẹ nữa hết trơn. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ dắt vợ con ra ở riêng, theo đúng như cái ý của mẹ mong muốn. Tụi con sẽ không ở trong cái ngôi nhà này nữa mẹ. Mẹ xin lỗi tụi con. Quá đau buồn rồi mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi Vy ơi. Mẹ xin lỗi con Vy ơi, đừng có để mẹ ở một mình. Mẹ không có muốn ở lại một mình đâu. Đi với anh. Ăn cái gì? Ăn anh được không? Anh ơi, em bị té, em đau quá. Mày có còn là con người không hả? Giờ mày xảy thai suýt chết. Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng cô là người hiền lành đấy. Sao cô lắm thủ đoạn thế nhở? Bây giờ thì mày bước ra khỏi nhà của tao.